rồi teo 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 teo. Đúng rồi, đúng rồi ạ. Nhưng mà đậm, đậm có rồi. Cách chính xác nhất để xem có mời không là mình chơi đền ạ. Chỉ một bài. Một bài, chúc mừng anh Tùng. 5 cơ. Đến đây ạ, đến đây ạ. Chúc mừng bạn. Ai, bé Tùng, bé Tiến, bé Tiến, bé Tiến. Chúc mừng nhắn trên chỗ, nhắn trên chỗ. Lịch ngày mai lại mới bị. Tiến đi chậm. Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Chắn gì anh? Anh ơi cứ mạnh dạn lên. Của anh là đầu tê trước đây anh ạ. Chỉ khô đi không? Thế á? Quanh Tiến đầu tê trước. Sao lại thế? Xe trước à? Cái gì chẳng xe trước? Chúc mừng Tiến. Yeah. Cái này ok hơn. À đi là Phật đi. Ui, anh nhìn thấy kết quả thì vậy, không phải đắn. Rồi. Chốt chặt. Em thấy chưa bị đâu. Bị lớn lớn của Hồng ấy. Chơi như 3 cây đi. Ủa của em chắc phải 10. 3 cây à? Không. Rồi. Với em chỉ hết một lượt này. Của anh không phải Tết nữa. Quy. Rồi. Của anh phao. Thế mà nhớ không? Sắc của anh rồi nó bị hành này. Đúng là hết 15 phút rồi. Nó sẽ hết dần nó. Nhưng mà đừng có của em mới được còn mấy phút rồi. Chưa được nữa. Thôi em cũng vậy. Mong là mới có nặng luôn được. Của anh cũng chỉ có 5 phút thôi mà. Em muốn chắc ăn thì em cũng lên mà. Không biết để. Thực ra là bây giờ nó khoảng rồi. Đúng rồi. Đâu, cùng nó chỉ cần chắc hết một lượt là nó hiện. Ừ, nó hiện đấy. Ôi, ngược à? Ngược, ngược rồi. Ngược, ngược, ngược. Ngược, không sợ. Nó lên C thì tên là 300. Đúng rồi. Ui, nó còn chưa hết cơ. Hết rồi. Yeah. Nhưng mà lúc này 15 phút để hết 15 phút đi. Để hết 15 phút rồi. Rồi ok, không ai đúng không? Không ai. Không người đối diện với việc anh tìm nhà.